Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế nước ép ổi như sau. Đây là một loại nước ép đơn tầng gồm có ổi 30ml nước đường. Thì mình sẽ bỏ ổi trực tiếp vô và ép lấy nước ra. Rồi mình sẽ dặn máy lên. Thì trong nước ép ổi, trong nước ổi các bạn nhớ cho 1 gram muối vô. Rồi mình sẽ cho 120ml nước ép ổi. Rồi sau đó mình sẽ đổ vào shaker. Mình sẽ cho một cục đá. Rồi mình gài lại, mình xách mạnh lên. Lắc mạnh tay lên cho các bạn để cho đều sản phẩm. Rồi sau đó mình sẽ đổ trực tiếp vào cái ly. Mình sẽ trang trí một miếng ổi. Hai cái ống hút. Một cây khuấy. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.